Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập số 79 sách giáo khoa trang 33 toán 6 tập 1. Đây là một bài toán đố, điền vào chỗ trống của bài toán sau, sao cho để giải bài toán đó, ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78. An mua 2 bút bi giá 3 chấm đồng một chiếc, mua 3 quyển vở giá 3 chấm đồng một quyển, mua 1 quyển sách và 1 gói phong bì. Biết số tiền mua 3 quyển sách bằng số tiền mua 2 quyển vở. Tổng số tiền phải trả là 12.000 đồng. Tính giá một gói phong bì. Đây là bài 78 ở phía trên. Về bài 78 thì cô đã có video clip để giải bài toán này. Các bạn có thể xem lại các video trước để biết được hướng làm của bài toán này. Và trong bài 79 thì đề bài cũng đã nêu rõ cho chúng ta là chúng ta sẽ dựa vào bài 78. Vậy thì các bạn để ý cho cô này. An mua 2 bút bi giá 3 chấm đồng một chiếc. Như vậy thì nếu như cô gọi số tiền mua một chiếc là x đồng, vậy thì 2 chiếc sẽ là x nhân 2. Và chúng ta đối chiếu với phép tính ở bài 78 thì ở đây chúng ta có phép tính là 1.500 nhân 2. Vậy thì ngay ban đầu chúng ta có dự đoán là số tiền một chiếc bút bi chính là 1.500 đồng. Tương tự này, mua 3 quyển vở với giá 3 chấm đồng một quyển. Vậy nếu như cô coi một quyển vở có giá x đồng thì 3 quyển thì chúng ta sẽ lấy x nhân 3. Và các bạn đối chiếu với phép tính ở trên thì chúng ta nhìn thấy là 1.800 nhân 3 ở đây. Vậy thì chúng ta có một cái dự đoán thứ hai là số quyển vở, số tiền mua một quyển vở sẽ là 1.800 đồng. Và bạn An mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua 3 quyển sách bằng số tiền mua 2 quyển vở. Như vậy là nếu như cô mua 3 quyển sách thì bằng số tiền mua 2 quyển vở. Mà ở trên chúng ta vừa dự đoán là một quyển vở có giá 1.800 đúng không ạ? Vậy thì 2 quyển vở thì chính là 1.800 nhân 2. Vậy số tiền một quyển sách thì 3 quyển sách thì bằng 2 quyển vở. Vậy số tiền một quyển sách sẽ là 1.800 nhân 2 chia 3 đúng không ạ? Vậy thì sau khi mà chúng ta đã dự đoán rồi thì tính toán thì các bạn thấy rằng là phép tính này trùng khít với việc tính toán của giá một gói phong bì. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm này chính là 1.500 và chỗ quyển vở chỗ chấm thứ hai này sẽ là 1.800 đúng chưa ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ điền là An mua bút bi giá 1.500 đồng và mua 3 quyển vở có giá 1.800 đồng. Như vậy là dựa vào bài 78 thì chúng ta đã có cái dự đoán về đề bài của bài 79. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.